cứ khóc suốt đêm, mẹ chẳng thể nào chợp mắt. Làm thế nào để cải thiện giấc ngủ cho trẻ để mẹ yên tâm? Con quấy khóc suốt đêm khiến mẹ thức trắng, có nuôi con mới hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ. Có phải bạn và chồng đã thức trắng mấy đêm liền chỉ vì bé không chịu ngủ, bé ngủ chập chờn, không sâu giấc, giật mình và quấy khóc ngay từ khi mới sinh, ngày nào cũng thức từ 10 giờ tối đến tận 5 giờ sáng để bế dỗ con. Bạn gần như kiệt sức, đêm này qua đêm khác, tháng này qua tháng khác, bạn bị thiếu ngủ trầm trọng. Mẹ bỉm sữa cần phải nghỉ ngơi nhiều, nếu cứ thế này bạn trầm cảm mất. Bạn cứ luôn thắc mắc vì sao trẻ không chịu ngủ đêm. Khi tìm hiểu nguyên nhân, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trong hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh có trypsin, loại enzyme giúp thủy phân sữa thành các chuỗi peptide ngắn giúp thư giãn tinh thần. Trẻ đi vào giấc ngủ rất ngon, tuy nhiên những enzyme này sẽ giảm dần và mất đi khi trẻ chào đời. Lúc này trẻ sẽ dễ bị rối loạn giấc ngủ, ngủ không ngon, quấy khóc do tác động từ môi trường. Để trẻ có thể dễ ngủ, ngủ ngon hơn cần bổ sung lại lượng enzyme peptide. Các nhà khoa học đã tìm ra lactam, loại dicapeptide thủy phân từ casein sữa với tác dụng tương tự peptide tự nhiên ở trẻ sơ sinh, giúp cho bé thư giãn tinh thần, dễ ngủ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sokitiem bổ sung lactam từ sữa non điều hòa giấc ngủ ngon cho trẻ. Sokitiem trợ thủ đắc lực cùng mẹ chăm bé ngủ ngon. Thành phần lactam đã được chứng minh lâm sàng và được Cục Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA chứng nhận an toàn tuyệt đối. Sản phẩm có nguồn gốc từ sữa non, nguyên liệu được nhập khẩu từ châu Âu, sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và chứng nhận an toàn. Hiệu quả, thành phần tự nhiên, giúp thư giãn tinh thần, trẻ đi vào giấc ngủ tự nhiên. Sokitiem bổ sung đạm sữa thủy phân lactam và sữa non colostrum giúp đảm bảo cho giấc ngủ tốt của trẻ, giúp trẻ có sức đề kháng và hệ miễn dịch tốt nhất. Lactam là một hoạt chất tự nhiên có trong sữa. Loại protein này được thủy phân từ casein sữa, có tác động như một dưỡng chất nuôi dưỡng hệ thần kinh, giúp thư giãn não bộ, làm dịu những căng thẳng, lo âu và mang đến giấc ngủ sinh lý tự nhiên. Ngủ ngon và ngủ sâu giấc, đạm sữa colostrum chứa vô cùng nhiều chất đạm, giàu vitamin A gấp 6 lần so với sữa mẹ thông thường và đặc biệt là rất giàu các kháng thể tự nhiên là các vitamin khoáng chất cần thiết để tăng cường sức đề kháng toàn diện cho trẻ, chống lại các tác nhân gây bệnh và các bệnh thường gặp trong giai đoạn đầu đời. Sokitiem kết hợp hai thành phần lactam và đạm sữa colostrum trong công thức hoàn hảo. Sokitiem là sự kết hợp hiệu quả của hai thành phần lactam và colostrum, đảm bảo cho trẻ có giấc ngủ ngon, giúp con dễ dàng đi vào giấc ngủ, giảm tình trạng quấy khóc đêm xảy ra, cải thiện giấc ngủ sinh lý một cách an toàn và tự nhiên, giúp trẻ ngủ ngon, sâu giấc, giảm các triệu chứng khóc đêm, khó đi vào giấc ngủ không sâu, quằn quại hay giật mình khi ngủ ở trẻ em, tăng cường sức đề kháng, giảm các triệu chứng stress, lo âu, căng thẳng, thiếu ngủ, mất ngủ ở trẻ. Sokitiem giúp con dễ dàng đi vào giấc ngủ. Có Sokitiem, các mẹ sẽ không còn mệt mỏi vì tình trạng quấy khóc của bé. Bé ngủ ngon hơn, sâu hơn, mẹ cũng có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn rồi nhé. Cách dùng Sokitiem uống trước khi đi ngủ 30 đến 60 phút. Tăng cường, từ 6 tháng 12 ngày, trẻ. Bác sĩ, trẻ 1, 6 tuổi, uống 3 gói, lần, ngày dùng 1 lần, trẻ dấu lớn 6 tuổi và người lớn, uống 4 gói, lần. Ngày dùng 1 lần, duy trì, từ 1 tháng 3 tháng cho mọi lứa tuổi, có thể sử dụng lâu dài nếu thấy cần thiết. Đối tượng sử dụng trẻ em, khóc đêm, khó ngủ, chậm lớn, người suy nhược cơ thể, phụ nữ có thai và đang thời kỳ cho con bú. Stress, lo âu, căng thẳng, khó ngủ, mất ngủ.